VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VION. Và quý vị,
Em cảm giác này là sở trường chính của ảnh này nè. Đầy cảm xúc. Dạ đầy cảm xúc luôn. Anh này nhiều em rơi rụng tim. Nên nha, nên ra nhiều bài ballad nha, nên nha. Cái người này sinh ra là đi hát ballad. Giọng tình cảm quá. Và một lần nữa thì cho phép chương trình The Masked Singer Việt Nam gửi lời cảm ơn đến những đóng góp, những sự hy sinh thầm lặng của Mai Tiến Dũng. Cũng bỏ mấy show đó chứ. Nhiều lắm à. Tâm sự với em bỏ nhiều show lắm đó. Bỏ chứ. Nhưng mà sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Nhiều hơn rất nhiều à. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Mạnh Dũng ngày hôm nay. Và hy vọng tất cả khán giả sẽ dành tình yêu nhiều hơn cho Hữu Thần. Cũng như là sắp tới bài hát này sẽ lên top 1 trending trong vòng 1 nốt nhạc thôi ạ.